Các bạn thân mến, xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh trực tuyến do Hà Nội Tech thực hiện. Đây là chương trình luyện phát âm chuẩn tiếng Anh Mỹ. Viết lên caption English Pronunciation Practice. Chương trình này giúp các bạn xây dựng một năng lực phát âm chuẩn tiếng Anh, tiếng Mỹ. Và cả khóa học này chúng tôi chủ yếu dựa trên tài liệu. Luyện phát âm tiếng Anh Mỹ, Master Spoken English. Thưa các bạn, đối với những người mà học tiếng Anh mà từ cái tuổi đã lớn, tức là từ tuổi trưởng thành trở lên, chúng ta gọi chung một từ là adults, thì chúng ta không có tham vọng là sẽ nói được như người Anh, giống y như người bản ngữ. Giả sử chúng ta nói rằng nghe một người Việt nói ở phòng này và chúng ta đứng ở phòng bên kia thì tưởng là người Anh nói, kia điều đó rất khó xảy ra. Trên thực tế là chúng ta lại học tiếng Anh ngoài môi trường bản ngữ, tức là ở bên ngoài nước Anh hoặc ngoài những nước mà tiếng Anh là bản ngữ, thì cái điều này lại càng là một tham vọng khó thực hiện. Tuy nhiên, khi đã nói đến mục tiêu đào tạo thì chúng ta phải nói rằng về mọi bình diện, về phát âm cũng như là ngữ pháp, hoặc là sử dụng từ, hoặc là sử dụng thành ngữ, vân vân, thì chúng ta đều phải tiến tới một cái chuẩn bản ngữ, tức là chuẩn Anh hoặc là chuẩn Mỹ. Trong các bình diện xây dựng về năng lực chuẩn, đặc biệt là năng lực chuẩn về tiếng Anh, thì đây là một cái bình diện khắc nghiệt nhất và thách thức nhất đối với người học. Để mà đạt được chuẩn thì chúng ta phải hiểu rõ được là người Anh Mỹ nói như thế nào, đối với họ cái gì là chuẩn và cái gì là có thể bỏ qua được. Trước hết chúng ta thấy đặt vấn đề chuẩn thì khi nói người Anh Mỹ quan tâm đến 4 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là good pronunciation, tức là phát âm tốt. Ở đây ta muốn nói đến những âm riêng lẻ như là nguyên âm, phụ âm, vân vân. Yếu tố thứ hai là natural speed, tức là tốc độ tự nhiên. Nói đến tốc độ tự nhiên thì chúng ta có một cảm giác chung là người Anh Mỹ nói rất nhanh, nhưng thực ra thì họ nói cũng không nhanh, nếu mà chúng ta nghe đúng theo cái kiểu nghe và kiểu nói của người Anh Mỹ. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này sau. Vấn đề thứ ba mà chúng ta phải quan tâm đến cái chuẩn đó là natural rhythm. Một đặc thù trong tiếng Anh là với mỗi một câu đều hàm chứa một cái nhịp điệu nào đó. Các bạn xin, nếu mà các bạn học tiếng Anh thì các bạn phải thấy một điều đến như thế này. Khi mà chúng ta đọc thơ Việt ấy, thì chúng ta thường là quan tâm đến vần điệu. Nhưng mà khi đọc thơ Anh ấy, thì vần điệu lại không quan trọng, mà là cái nhịp của câu là quan trọng. Và nhịp điệu của câu thì là một điều hết sức là khó luyện tập. Chúng ta sẽ đi sâu trong việc này. Điểm thứ tư tức là natural intonation, tức là xây dựng một cái hệ thống ngữ điệu tự nhiên trong khi nói. Bây giờ tôi xin trình bày sâu hơn nữa một chút về bốn cái chuẩn này trong khi nói tiếng Anh, hay nói một cái khác tức là trong các phát ngôn về tiếng Anh. Thưa các bạn, về điểm thứ nhất tức là về good pronunciation thì người Anh nói rằng chúng ta phải phát âm chuẩn, tức là chuẩn từng âm một ấy, thì khi chúng ta nói người Anh mới hiểu được, và khi chúng ta nghe người Anh nói chúng ta mới phát hiện ra được. Tôi xin nói ví dụ từ success, trong âm rơi vào sess, success. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta phát âm thành success thì khi nghe người Anh nói success đương nhiên là chúng ta không nhận ra. Vì thế mà các nguyên âm và phụ âm chúng ta phải phát âm tương đối chuẩn. Mà xin nói với các bạn là hầu hết các âm của tiếng Anh đều không giống âm tiếng Việt. Tất nhiên cũng có một số âm giống, nhưng mà hầu hết là không giống. Có những âm chúng ta tưởng rất giống tiếng Việt mà lại rất khác. Tôi nói ví dụ âm O trong tiếng Việt là một A bẹt, A trước, nhưng mà O trong tiếng Anh lại là A tròn và A sau. Chúng ta sẽ có những bài luyện về vấn đề này kỹ hơn. Điểm thứ hai tức là natural speed, thì người Anh nói rằng chúng ta phải nói với tốc độ bình thường. Tốc độ bình thường tôi nói là tốc độ của người Anh, mà thường thường khi chúng tôi
đếm tất nhiên là chưa chính xác lắm, nhưng mà đếm phát qua thì người Anh nói với tốc độ khoảng 160 từ trong 1 phút. Đó là một tốc độ bình thường. Với một tốc độ bình thường như vậy ấy, thì nó mới giống tiếng Anh. Còn nếu không thì người Anh nói rằng chúng ta nói giống như là robot. Tôi nói ví dụ như là câu The maid is in the kitchen. Thì chúng ta phải nói với tốc độ bình thường, tức là The maid's in the kitchen. The maid's in the kitchen. The maid's in the kitchen. Đó là tốc độ bình thường. Còn nếu mà chúng ta nói The maid is in the kitchen. The maid is in the kitchen. Thì chắc các bạn nghe thấy nó giống robot hơn là người thật nói. Đó là vấn đề thứ hai. Về điểm thứ ba mà chúng ta phải quan tâm đến, đó là natural rhythm. Về nhịp điệu tự nhiên thì người Anh nói rằng trong mỗi một phát ngôn tiếng Anh thì đều có hàm chứa một cái nhịp điệu của nó. Nhịp điệu nếu mà câu câu mà có nhiều trọng âm thì nhịp điệu có thể nhanh, mà nếu mà câu ít trọng âm thì nhịp điệu có thể chậm. Chúng ta sẽ có những bài học về cái này, bởi vì nhịp điệu là một đặc thù để phân biệt tiếng Anh bản ngữ và tiếng Anh phi bản ngữ. Ví dụ như chúng ta nói là 1, 2, 3, 4 thì ở đây có 4 trọng âm. 4 trọng âm đứng liền nhau như vậy thì nhịp nó sẽ nhanh. 1, 2, 3, 4. Thế nhưng mà nếu chúng ta có trọng âm mà đứng rải rác trong câu thì nhịp nó sẽ chậm lại. Ví dụ, the weather in England is changeable. Thì chúng ta có 3 trọng âm là wet, ink, change. Thì cái nhịp của nó sẽ rất chậm. The weather in England is changeable. Dù nó nhanh, cái nhịp của nó cũng vẫn là chậm. The weather in England is changeable. Đấy là vấn đề nhịp điệu. Chúng ta lại phải có những bài học về về các cái trọng âm câu như thế nào, phải để đưa lên chỗ, phải nhấn vào nhịp điệu đúng như thế nào. Cho nên ví dụ chúng ta có câu là My baby wants to play every day. Thì nó có cái nhịp như là My baby wants to play every day. Chúng ta không nói là My baby wants to play every day, mà ta nói My baby wants to play every day. My baby wants to play every day. Ba nhịp và các bạn nghe thấy nhịp nó tương đối chậm. Như vậy phát qua chúng ta đã thấy là vấn đề nhịp điệu trong tiếng Anh rất là thách thức đối với người học. Điểm thứ tư mà chúng ta cần nói đến đó là trong một phát ngôn của người Anh thì phải có một ngữ điệu gọi là intonation. Điểm này tức là natural intonation. Ngữ điệu trong tiếng Anh thì có rất nhiều, có trăm có nghìn ngữ điệu tiếng Anh trong các tình huống khác nhau, nhưng có 5 ngữ điệu cơ bản trong tiếng Anh mà chúng ta cần phải biết đến, đó là xuống (falling), lên thấp (low rising), lên cao (high rising), xuống lên (fall rise) và lên xuống (rise fall). Tôi xin nói ví dụ như là ngữ điệu xuống là yes, ngữ điệu lên thấp là yes, ngữ điệu lên cao là yes, ngữ điệu lên xuống yes, ngữ điệu xuống lên yes. Đó là 5 ngữ điệu cơ bản mà người học cần phải nắm được. Chúng ta sẽ luyện nhiều về vấn đề này. Thực ra nếu mà trong một câu mà chúng ta không có ngữ điệu thì nó không thành câu tiếng Anh. Cũng giống như tiếng Việt, chúng ta phải nói rằng mỗi một từ tiếng Việt đều phải có một thanh điệu, hoặc là thanh điệu ngang, hoặc là sắc, huyền, hỏi, ngã, hoặc là nặng, vân vân. Nếu không thì không thành từ tiếng Việt. Một điểm nữa, khi chúng ta nói đến ngữ điệu tiếng Anh thì chúng ta phải thấy một điều hết sức quan trọng là thay đổi ngữ điệu có thể thay đổi nghĩa của toàn câu. Tôi xin nói ví dụ, he is gone. Nếu ngữ điệu xuống, he's gone, thì có nghĩa là chúng ta đưa ra một thông tin nào đó, ông ta đi rồi. Đó người ta gọi là một cái statement. Nhưng nếu mà chúng ta lại lên giọng là he's gone, thì không còn là statement nữa, không còn là một câu tường thuật nữa, mà nó trở thành một câu hỏi hoặc là một sự nghi ngờ nếu chúng ta lên cao he's gone, vân vân. Vậy thì với 4 cái yếu tố chuẩn ấy thì trong quy trình luyện phát âm của chúng ta phải lấy đó làm cái định hướng cho tất cả các bài luyện sau này. Thưa các bạn, mặt khác
Thì khi chúng ta luyện phát âm, chúng ta phải cần biết là trong cái phát âm tiếng Anh ấy nó có mấy cấp độ. Ở mỗi một cấp độ thì đặc thù của nó là gì? Cấp độ nào thì bao hàm tất cả những yếu tố mang tính giao tiếp. Trong tiếng Anh thì chúng ta phải thấy là có 4 cấp độ phát âm sau đây. Cấp độ thứ nhất tức là phát âm riêng lẻ, gọi là isolated sound, bao gồm các nguyên âm vowels và các phụ âm là consonants. Ở cấp độ này, chúng ta chú ý đến các yếu tố âm học của từng âm một. Cách cấu tạo của nó như thế nào để chúng ta thấy là phải phát âm như thế nào, tức là how, và phải phát âm trong tình huống nào, tức là what. Cấp độ thứ hai tức là cấp độ từ, word level. Thì ở cấp độ từ này, chúng ta phải quan tâm đến cái gì? Chủ yếu là trọng âm. Về cấp độ nhóm từ, phrase level, tức là một số từ đứng liền với nhau, thì nó có những cái yếu tố như là trọng âm của từ trong cái nhóm từ ấy, và thứ hai tức là cách luyến âm. Cấp độ thứ tư là cấp độ câu, sentence level. Trong cấp độ câu này thì nó sẽ phức tạp hơn. Bây giờ chúng tôi xin trình bày kỹ hơn một chút về từng cấp độ một. Thế thì như tôi đã nói là người nói tiếng Anh ấy, thì đối với từng cấp độ phải tạo cho mình một cái thói quen automatic, một thói quen hết sức là tự động, là trông thấy cái âm đó trong tình huống ấy thì phải phát âm như thế. Mà thói quen này không phải là một sớm một chiều chúng ta có thể dựng lên được. Trước hết là ở cấp độ riêng lẻ, vowels và consonant, thì chúng ta phải biết trong tiếng Anh có những nguyên âm và có những phụ âm gì. Thế rồi nó phát âm như thế nào? Và hơn nữa, chúng ta là người Việt, muốn để phát âm được một cách có ý thức thì chúng ta phải biết là nó khác các cái phụ âm tương tự như thế ở trong tiếng Việt như thế nào. Các bạn nhìn lên bảng thì sẽ thấy sơ qua về cái hệ thống nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh. Sau cấp độ âm là cấp độ từ, tức là word level. Một đặc thù của từ tiếng Anh ấy là nó có trọng âm từ. Ở cấp độ này ấy, thì chúng ta cần phải phát âm chính xác cái trọng âm từ. Trọng âm từ hết sức là phức tạp, bởi vì có đặc thù trong tiếng Anh là gì ấy? Là trong một từ thì trọng âm rơi vào một âm tiết cố định. Nhưng mà trong các tình huống khác nhau thì cái trọng âm đó có thể thay đổi. Tôi nói ví dụ như từ Vietnamese thì nó có thể có hai trọng âm Việt và Mies. Trong tình huống này, để đảm bảo cái nhịp điệu, chúng ta phải nói là Vietnamese, trọng âm rơi vào Việt. Nhưng mà trong tình huống khác, để đảm bảo cái nhịp điệu của câu, chúng ta lại phải nói là Vietnamese. Đó là một cái khó, nhưng nói chung thì từ của tiếng Anh có trọng âm tương đối là cố định, và nó cũng có những cái nguyên tắc để chúng ta phát hiện ra cái trọng âm đó. Nhưng tôi cũng xin nói là có khi ngoại lệ lại còn nhiều hơn là nguyên tắc. Thế thì điều mà chúng tôi muốn nói là chúng ta phải thuộc các cái trọng âm đó trong từng từ một. Ví dụ như từ welcome thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, welcome, welcome. Nhưng mà từ education thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, tính từ bên phải sang. Khi tính về về trọng âm từ thì bao giờ người ta cũng phải tính từ bên phải sang, không tính từ bên trái sang. Ví dụ như education, bốn trọng âm, xin lỗi, bốn âm tiết, thì chúng ta rơi vào trọng trọng âm rơi vào đâu? Trọng âm vào k, tức là shin, k, j, e. Chúng ta đọc là education. Thì trọng âm đó là cái cách đọc trọng âm của tiếng Anh. Và cái trọng âm này là một cái âm tiết mà nó lên cao hơn, nó đọc to hơn và đọc rõ hơn các cái âm tiết còn lại ở trong câu đó. Đó là vấn đề trọng âm từ. Tất nhiên là chúng ta còn nhiều các nguyên tắc phức tạp nữa, và khi vào bài luyện chúng tôi sẽ xin hướng dẫn một cách kỹ càng hơn. Ví dụ như khi chuyển thể loại nó là danh từ, khi chuyển sang tĩnh từ hay tĩnh từ chuyển sang động từ thì có thể cái trọng âm nó cũng thay đổi, hoặc là trong các tình huống khác nhau thì trọng âm cũng có thể thay đổi. Nhưng mà những cái đó là những biến thể mà chúng ta sẽ xét sau. Đó là ở cấp độ từ. Về ở cấp độ nhóm từ, tức là một số từ ghép lại với nhau, ví dụ in the corner
of thì nó có bốn các từ là in, the, corner, of, bốn từ liên hệ với nhau. Vậy thì ở cấp độ phrase level này nó có những yếu tố gì? Trước hết là nó có những yếu tố từ ở trong đó, tức là nó có trọng âm từ. Vậy thì trong đó nó có bao nhiêu từ từ hai âm tiết trở lên thì chúng ta phải quan tâm là trọng âm nó rơi vào đâu. Ví dụ in the corner of, từ corner có hai âm tiết thì chúng ta phải biết là rơi vào core. Vậy trước hết chúng ta phải phát âm đúng in the corner of chứ không phải in the corner of. Chúng tôi nói lại in the corner of. Thế đấy là điều thứ nhất, là trong cái phrase level cấp độ nhóm từ ấy, thì nó bao hàm cái cấp độ từ word level. Đấy. Dưới cái cấp độ từ ấy thì nó có cấp độ âm riêng lẻ như chúng ta đã biết. Ví dụ như là trong cái nhóm từ improve it thì chúng ta phải biết chữ o ở đây viết là chữ o nhưng đọc là u. Chúng ta không thể đọc là impro mà phải đọc là improve. Vậy thì đó là ở cấp độ âm riêng lẻ. Đấy. Thế rồi im đọc là im hay đọc là âm? Đấy, chúng ta cũng phải biết. Thế đấy là như thế vừa rồi là tôi đã trình bày ở hai, tức là trong cái phrase level đó chúng ta đã phải bao quát hai cấp độ âm riêng lẻ, ví dụ như o đọc là u, và cái cấp độ thứ hai là trọng âm, chữ improve trọng âm rơi vào prove tức là âm tiết thứ hai, chúng ta đọc là improve. Đó là hai yếu tố mà chúng ta đã học ở các cấp độ thấp hơn. Trong phrase level nó còn một cái yếu tố thứ ba hết sức quan trọng để nó tạo cái tiền đề cho cái phát âm trong một câu, đó là vấn đề luyến âm. Người Việt chúng ta thường ấy, khi đọc âm thì cắt các âm đó thành những cái mảnh riêng lẻ. Ví dụ như come on, chúng ta đọc là come on. Nhưng người Anh không đọc như thế, đọc họ đọc liền thành một chuỗi come on, come on, tức là chữ M luyến sang chữ O đằng sau đó. Tôi đọc là come on. Hoặc là cái nhóm từ tôi vừa mới đưa ra để làm ví dụ đó, improve it, thì cái prove, chữ V đó luyến sang chữ Y thành là prove it, chứ không phải là improve it mà nó là improve it, improve it. Đó là vấn đề luyến âm. Có luyến âm được ấy, thì chúng ta mới giữ được nhịp điệu và chúng ta mới có thể thực hiện được cái ngữ điệu trong câu. Vậy thì nói tóm lại, ở cấp độ phrase, cấp độ nhóm từ, chúng ta cần quan tâm đến 3 yếu tố. Một là phát âm các âm riêng lẻ cho đúng. Hai là phát âm trọng âm từ cho đúng. Và thứ ba, phải có luyến âm. Ở cấp độ câu, tức là sentence level, tức là cấp độ cao nhất trong 4 cấp độ ấy, thì tôi lấy ví dụ như là chúng ta lấy câu The garden is beautiful. Thế thì ở cấp độ câu này chúng ta phải thực hiện những gì? Trước hết nó cũng bao hàm tất cả các cấp độ thấp hơn nó. Ví dụ như là các âm riêng lẻ thì chúng ta đều phải biết là the garden thì A đó là A dài và sau. Chúng ta không đọc là the garden, chúng ta the garden âm o, và chữ đơn nó đọc rất nhanh và chữ ơ gần như là mất, ta đọc là the garden chứ không phải là the garden. Thế rồi beautiful thì chúng ta không thể đọc là beautiful mà chúng ta phải đọc là beau, beau, cái kia chuyển thành the full. Thế thì từng âm riêng lẻ ấy chúng ta phải biết được rằng go có âm o, đơn cái âm ơ đó gần như là bị mất, rồi beautiful thì u là đọc nặng, ti thì biến thành t, full thì biến thành ơ. Đấy là ở cấp độ về về âm. Thế còn cấp độ về từ ở trong trong cái câu ấy, thì cấp độ về từ chúng ta phải biết là garden trọng âm rơi vào ga, chúng ta đọc là garden chứ chúng ta không đọc là garden, garden, garden. Và điểm thứ hai nữa là từ beautiful thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất là beautiful, beautiful chứ không phải beautiful, cũng không phải là beautiful,
mà phải là beautiful, beautiful. Thế đó là ở cấp độ từ trong câu, thì chúng ta cũng phải phát âm đúng trọng âm từ. Thế rồi một điều nữa, tức là có luyên âm. Nếu như có luyên âm thì chúng ta phải luyến. Ví dụ như là the garden is, thì chúng ta không đọc là the garden is, mà luyến chữ N sang chữ Y. Ta đọc là the garden is, the garden is. Đó là ba cái yếu tố mà gọi là ở cấp độ câu, nó bao hàm ba cái cấp độ bên dưới nó. Còn ở cấp độ câu có một điều rất quan trọng, tức là ngữ điệu và nhịp điệu. Thì như nhịp điệu ban nãy chúng tôi cũng đã nói rồi, tức là ở cấp độ câu thì bao giờ trong câu cũng có một số các trọng âm. Ví dụ như the garden is beautiful có hai trọng âm ga và bu. Vậy thì chúng ta phải đảm bảo cái nhịp điệu của nó. The garden is beautiful, the garden is beautiful. Đó là cái nhịp điệu trong câu. Rồi chúng ta lại còn phải đảm bảo cái ngữ điệu của nó. Câu này là ngữ điệu xuống hay là ngữ điệu lên. Ví dụ câu này là một câu tường thuật, cái vườn đó rất là đẹp, thì đó là một câu tường thuật, chúng ta đưa ra một thông tin. Do đó mà chúng ta phải phát âm với ngữ điệu xuống. The garden is beautiful, the garden is beautiful. Đấy là ở cấp độ câu. Vậy thì vừa rồi là tôi đã trình bày nó có 4 cấp độ. Điều quan trọng nhất xin các bạn là ghi nhớ là gì ạ? Là cứ cấp độ sau thì nó bao hàm những yếu tố phát âm của cấp độ dưới nó. Thưa các bạn, đó là những cái yếu tố mà chúng ta cần quan tâm trong một cái quy trình luyện phát âm. Thế thì trước khi vào luyện âm ấy, thì chúng ta cần phải biết thế này, biết các phương pháp rèn luyện như thế nào. Vì bao giờ phương pháp cũng hết sức quan trọng. Nếu chúng ta đi đúng phương pháp, tức là đúng hướng, thì việc luyện phát âm của chúng ta nó có hiệu quả và nó nhanh hơn. Nói cụ thể hơn là trong từng bài tập một ấy, nó có những cái bước đi của nó, 1, 2, 3, 4. Chúng ta không thể vội được, không thể bỏ bước này nhảy sang bước kia được, nhưng mà chúng ta cũng không thể dề dà, kéo dài những cái bước không cần thiết được. Đó là những điều về mặt phương pháp hết sức là quan trọng. Xin các bạn chú ý, đứng về mặt quan điểm học phát âm mới ấy, thì chúng ta có sự thay đổi so với cũ. Trước đây, tôi nói trước đây tức là cũng vào thế kỷ thứ 19, đầu những thế kỷ 19 ấy, thì thường người ta chỉ dùng cái phương pháp imitate, tức là phương pháp bắt chước. Thầy cô đọc một câu, rồi học sinh đọc theo mà không cần biết về mặt lý thuyết. Lý thuyết đây cũng không phải là một cái lý thuyết gì sâu, nhưng mà cũng không cần biết là nó cấu tạo như thế nào. Chỉ biết cứ thầy cô đọc như thế nào thì bắt chước như thế. Ví dụ như là improve, thế cả lớp đọc theo improve, improve, rồi gone, gone, thế là cứ thế là đọc theo. Thế cái việc đọc theo này thì làm cái bước mà cũng không thể bỏ qua được. Nhưng có một cái điều bất lợi ở chỗ này này. Nếu như chúng ta không phải là người bản ngữ, không phải là người Anh, người Mỹ, thì không phải lúc nào chúng ta cũng đọc hết sức chính xác cho học trò chúng ta theo. Cho nên cũng có những hiện tượng là học cô này, thầy này thì nghe rất tốt, nhưng mà sang thầy cô khác thì lại gặp khó khăn. Thế thì đó là cái phương pháp cũ. Hiện nay vào cái thế kỷ thứ cuối thế kỷ thứ 20 và cho đến nay ấy, thì người ta cải tiến cái phương pháp luyện phát âm, tức là người ta gọi là phương pháp intuitive imitative approach. Intuitive tức là nó có cái trực giác, imitative tức là bắt chước, và nó có một yếu tố nữa tức là linguistic, là phải hiểu biết nó cấu âm như thế nào, nhưng mà hiểu biết một cách hết sức sơ đẳng. Cho nên là phương pháp mới bao gồm hai yếu tố: intuitive là trực giác, tức anh nhìn cái người phát âm đó xem cái động tác phát âm như thế nào. Thứ hai là imitative, tức là bắt chước các động tác đó. Và thứ ba là linguistic, tức là chúng ta phải hiểu được cái cấu tạo của cái âm đó như thế nào. Đó là cái phương pháp mới. Để thực hiện phương pháp mới này thì chúng ta phải theo 4 bước. 4 bước là như thế này. 1 là knowledge building, là xây dựng kiến thức. Knowledge building là rất cần thiết để thực hiện cái mà chúng ta gọi là linguistic. Knowledge building là gì? Là chúng ta học, chúng ta phải biết rằng âm này nó được cấu tạo như thế nào một cách hết sức là đơn giản.
chúng ta không đi sâu vào một cách chi tiết như kiểu học là một cái cua ngữ âm chuyên nghiệp, ngữ âm chuyên ngành ấy, thì chúng ta không 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 đi vào như vậy. Cái người học bây giờ chúng ta cần biết cấu tạo nhưng không biết cấu tạo theo kiểu đó. Ví dụ như là chúng ta chỉ cần biết thế này thôi, muốn phát âm âm A trong tiếng Anh thì chúng ta phải tròn môi, o, mở miệng rộng và đẩy không khí ra, o. Hơn nữa là cái âm này phải là âm sau, không phải là a mà nó đẩy vào phía sau, o. Cho nên chúng ta sẽ phát âm là ca, ba, vân vân. Nó khác với tiếng Việt ở chỗ là A tiếng Việt là A trước và A tiếng Anh là A sau. A tiếng Việt là A bẹt và A tiếng sau tiếng tiếng Anh là A tròn môi. Nhưng mức độ tròn môi của nó ít. Thế đấy là cái kiến thức mà chúng ta cần phải biết. Hoặc là khi muốn phát âm âm U thì chúng ta phải biết là chúng ta phải trụm môi lại. U, trụm môi lại. Và trụm hẹp nhất. U. Đồng thời trong tiếng Anh có hai U, một U dài và U ngắn. Chúng ta phải biết là U là U dài, U, U là U ngắn. Và thứ ba, âm U cũng là ở trong cổ họng chứ không phải ở phía bên ngoài. Ta không đọc là U mà đọc là U, U. Ngoài là U, trong là U. Thế đó là những kiến thức mà chúng ta cần viết rất là sơ đẳng và chủ yếu là nó miêu tả các động tác chúng ta cần phải làm. Sau cái bước mà hiểu được như vậy, gọi là knowledge building, thì chúng ta vào bước thứ hai mà người ta gọi là intuitive, tức là nhìn cái cách phát âm, nhìn các động tác của người thầy và bắt chước. Thế ví dụ như phát âm o o rồi phát âm u u. Thế chúng ta bắt chước như vậy, bước này người ta gọi là mechanical drill, tức là luyện cơ học. Hoàn toàn là chúng ta bắt chước. Đến bước thứ ba là identification. Khi chúng ta đã phát âm đúng rồi ấy, thì chúng ta có khả năng nhận diện các cái âm đó trong cái lời nói của người khác. Cho nên đến bước thứ ba này, người thầy thường đưa ra một từ hoặc là một vài từ thì người học trò phải lắng nghe và phát hiện ra trong những từ đó có cái âm mà mình đang học hay không. Tôi nói ví dụ chúng ta đang học âm o. Thế ví dụ như chúng ta đưa ra một từ là garden, garden, thì chúng ta phát âm ra âm đó là o. Ví dụ như he's in the garden, he's in the garden, thì chúng ta phát âm ra là trong câu he is in the garden có một âm a. Hoặc là chúng ta the car is in the garden, the car is in the garden, thì chúng ta phải phát hiện được rằng trong đó có hai âm a, car là một âm a và in the garden là một âm a thứ hai. Đó là những cái bài tập gọi là bài tập luyện nhận diện âm, identification. Đó là bước thứ ba. Bước cuối cùng là production, tức là bước sản sinh ra âm. Thì sau khi chúng ta có cái kiến thức về cái âm đó, sau khi chúng ta đã bắt chước thầy để tập đọc những âm đó, rồi chúng ta lại có khả năng nhận diện cái âm đó, thì đến bước cuối cùng, tức là mục tiêu cuối cùng của chúng ta là phải tự chúng ta phải phát được ra những âm đó. Đấy. Ví dụ như là the car is in the garden, thì chúng ta phải tập luyện như thế. Và sau đó thì dựng lên một cái hội thoại giữa hai người. Ví dụ người thứ nhất hỏi là cái xe ô tô ở đâu nhỉ? Where is the car? Where's the car? Where's the car? Thì người thứ hai trả lời là cái xe đó ở trong vườn. The car is in the garden. The car is in the garden. The car is in the garden. Thế thì tạo thành một cái hội thoại giữa hai người luyện với nhau. Where is the car? The car is in the garden. The car is in the garden. Thế thì chúng ta cứ tạo nhiều các hội thoại mà chỉ cần hai câu. Hoặc là sau này chúng ta khá lên rồi thì chúng ta có thể có những hội thoại độ 4 câu hay là hội thoại độ 6 câu, vân vân, chúng ta tăng dần. Tóm lại, xin các bạn nhớ 4 bước trong quy trình luyện phát âm. Knowledge building, xây dựng sự hiểu biết về âm. Thứ hai, mechanical drill, luyện cơ học. Thứ ba, identification, tức là nhận diện âm trong một chuỗi lời nói. Và production, tức là tự mình sản sinh ra một chuỗi lời nói, trong đó có những âm mà chúng ta đang học.
Đó là tôi xin trình bày toàn bộ về vấn đề là chúng ta cần phải định hướng như thế nào trong quy trình luyện phát âm và các bước đi của chúng ta đối với các loại hình bài tập như thế nào. Lần sau tôi xin trình bày một số các bài tập, những bài tập như là trước khi vào luyện phát âm phải thư giãn như thế nào, những bài tập bổ trợ về trọng âm nhịp điệu như thế nào, rồi chúng ta sẽ đi sâu vào từng loại hình để chúng ta luyện tập như là các âm riêng lẻ, rồi các cái trọng âm vân vân. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Goodbye.